Xin chào tất cả mọi người, mình là MOBA Việt và hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với anh em một con tướng mới vừa mới ra mắt ở Liên Quân Mobile Đài Loan bản test. Đó chính là một con tướng đấu sĩ. Đây, mình sẽ vào cho anh em xem cái con vị tướng này. Tướng này, đấu sĩ. Đây chính anh em này, Miyamoto Musashi. Đây chính em vị tướng này các bạn ạ. Đây chính là em Miyamoto Musashi, một ninja Nhật. Gọi là mình đặt tên nó là ninja rồng. Một cô là ninja. Một chiếc quần áo trang phục ninja. Khắc rồng ở lưng này. Tay cầm song đao. Song đao rồng luôn. Tóc thì buộc cái phi tiêu đằng sau này. Trông rất là buồn cười. Rồi bây giờ mình ngoại hình của em này thì anh em nhìn trông rất là đẹp rồi. Là một sát thủ ninja người Nhật Bản. Đây cái chỉ số của con này thuộc tính thì rất là cao các anh em. Sát thương tay thì gọi là rất là mạnh. Con này máu mỏng như AD các anh em ơi. Đó. Sát thương tay này. Chỉ số sát thương tay này. Hiệu ứng thăng thì khá là thấp. Và độ khó con này đánh thì mắc khó rồi. Sẽ giới thiệu sơ qua cái bộ kỹ năng của anh em cho anh em xem. Kỹ năng 1 là kỹ năng nội tại. Gọi là cắt nhỏ, mình đặt tên là cắt nhỏ. Nội tại mỗi lần tấn công thường giảm một chiêu của phi tiêu 1 giây. Đó, thì nó sẽ bổ trợ cho một cái kỹ năng, đó là kỹ năng thứ nhất phi tiêu. Đây. Ôi, cái kỹ năng này mình dịch sai chỗ rồi. Đó là phi tiêu. Miyamoto ném phi tiêu trên đường thẳng và làm choáng kẻ địch 0,5 giây. Cái chỉ số sát thương theo level là ở phía dưới 235, 280, 325 lên đến 460. Chiêu thứ hai, đó là chiêu gọi là ảo ảnh. Miyamoto thực hiện màn giết chóc, nhanh chóng di chuyển đến vị trí nhất định và gây sát thương vật lý cho kẻ địch. Kỹ năng này được sử dụng 3 lần liên tiếp. Và có thể sử dụng trong 8,5 giây. Thời gian hồi chiêu sẽ giảm dần theo từng cấp. Và thời gian hồi nhỏ nhất là 6 giây. Còn cái chiêu cuối cùng của nó chính là sức mạnh rồng. Mình sẽ dịch lại Việt hóa lại. Do mình Việt hóa sai vị trí nên cái tên của kỹ năng thì chưa Việt hóa xong. Kỹ năng sức mạnh của rồng. Miyamoto nhảy lên triệu tập rồng, gây sát thương vật lý và làm chậm kẻ địch xung quanh. Sau một thời gian ngắn thì sẽ làm choáng kẻ thù và gây thêm sát thương vật lý. Mỗi lần tấn công thường sẽ nhận giáp. Sau đó Miyamoto sẽ nhận 100% tốc độ di chuyển trong 2,5 giây và 15% tốc độ đánh, tốc độ tấn công trong 8 giây. Ok, bộ kỹ năng đấy thì anh em đọc qua thì cũng chưa hiểu lắm đâu. Thì bây giờ mình sẽ mua tướng để vào test tướng luôn. Mua, mình sẽ mua luôn. Với giá là 500 vàng vì mình còn có 595 vàng thôi. Quá là nhỏ, hết vàng rồi. Ok, đã mua được con tướng mới rồi. Rất là thích thú, rất là sướng luôn. Thôi không khoe ở đây, không có chế độ khoe. Và tiếp tục luôn. Tôi đã sở hữu em Miyamoto Musashi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái trận đấu để test cái kỹ năng cho anh em xem cái bộ kỹ năng của con tướng này. Vì vậy mình sẽ vào đấu với máy nhá. Đấu tùy chọn nha. Rồi, sẽ đánh 1N1. Sẽ thêm con máy vào, ấn ở phần cái computer cộng ở phía dưới đó. Rồi, ok, sẽ bấm bắt đầu.
Rồi, thì ở cái phiên bản này thì mình được chơi miễn phí tất cả các tướng luôn. Có rất nhiều vị tướng mà anh em chưa biết, anh em Việt Nam chưa biết, còn những anh em ở trong xe vừa test thì biết hết rồi. Có những vị tướng sắp ra, mình sẽ sơ lược qua cái vị, những vị tướng sẽ ra mắt được Liên Quân Mobile Việt Nam trong thời gian sắp tới. Có lẽ em Payla, sau đó em Malok. Rồi Malok xong thì sẽ là Ngộ Không. Ngộ Sông xong sẽ là Inumia. Sau Inumia sẽ là Arthur. Rồi đó là những vị tướng tiếp theo sẽ ra mắt ở Liên Quân Mobile Việt Nam. Và đây Arthur là chính là vị tướng cuối cùng đang ra mắt, mới ra mắt nhất ở Liên Quân Mobile Đài Loan. Ok, bây giờ mình sẽ vào chơi con còn giới thiệu thêm một số vị tướng mà chuẩn bị ra mắt ở Liên Quân Mobile Đài Loan lẫn Việt Nam. Đó chính là em sát thủ là Koruru, em pháp sư Praita, em Batman, và cuối cùng là em thỏ tinh ranh. Và hân hạnh được giới thiệu vị tướng mới nhất. Miyamoto Musashi, một ninja rồng. Rồi mình sẽ vào trận đấu luôn. Đây là một nữ sát thủ người Nhật, Nhật Bản, đó hay còn gọi là ninja. Anh em xem nhiều các bộ phim ninja thì biết rồi. Như kiểu phim ninja như kiểu phim Laturo ấy. Rồi và rất nhiều phim khác. Ok, mình sẽ vào luôn. Đấu luôn với một con máy, nó cầm Toro. Toro máy luôn. Thì cái chiêu 1 đây, chiêu lém phi tiêu đây. Và cái nội tại thì khi đánh thường thì giảm 1 giây hồi chiêu cái chiêu phi tiêu này. Đó, phi theo đường thẳng. Đó, bị làm choáng. Đấy, mình đánh thường đấy, nó giảm 1 chiêu luôn đấy. Này, hất tôi còn đá 1. Đó, đánh thường thì lại giảm hồi chiêu của phi tiêu. Đó, còn chiêu thứ 2. Chiêu thứ 2 đây. Chiêu thứ hai là anh em có thể xoay chiêu và bay đến vị trí chỉ định. 1 này, 2 này, 3 này, toáng này. Đó. Vừa đánh vừa biểu diễn kỹ năng cho anh em xem luôn. 1 này, 2 này. Đó, rất là đẹp mắt. Trước rồi con Lumbu nó ra thì mình sẽ biểu diễn cái nốt cái kỹ năng cuối cho anh em xem. Đây chính là kỹ năng cuối, áp sát vào, bật tên, gọi rồng, đó hai con rồng. Sau khi đó bên hàng xóm có nhà đang xây dựng tự nhiên nó cắt sắt, đau hết cả đầu. Rồi trở lại với trận đấu, mình tiếp tục khốn nạn quá các bạn ơi. Rồi trở lại trận đấu, tiếp tục đánh nha. Chiêu 1 này, chiêu 2 này, chiêu 2 này, chiêu 2 này, đó. Thank you.
Đó, sau khi sử dụng kỹ năng cuối thì mình sẽ được boost một lượng giáp. Thì lối lên đầu mặc định con này thì khá giống một con tướng, nó nên kiểu là không thể này lên full dam được cho con này. Theo mình nghĩ là như vậy. Lên full dam thì khá yếu, lên theo kiểu giảm hồi chiêu. Đó, đây là lên lối lên đầu mặc định của cái khi mua tướng là có rồi. Đó, bộ kỹ năng đó, sau khi dùng chiêu cuối thì được tăng tốc độ chạy trong 2,5 giây, 100% rất là nhanh. Trong lúc buổi diễn kỹ năng thì gần chết với nó. Em này thì là một tướng, theo mình thấy là một con tướng rất là đẹp. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Rồi bây giờ thì chắc anh em đã thuộc bộ kỹ năng con này rồi. Mình đã nói rất rõ ràng và biểu diễn cho anh em rất nhiều lần rồi, anh em có chắc hiểu bộ kỹ năng con này rồi. Rồi mình sẽ làm sớm video đấu 5 đấu 5 cho anh em xem. Thì hiện tại cứ úp tướng và giới thiệu kỹ năng đã. Lên đồ là theo hướng tăng nên là đánh Nubu khá là lâu chết. Ok, và video của mình cũng đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh, xem quảng cáo nếu mà anh em nào thấy video thì xem quảng cáo video ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.